Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình đang có mặt tại xã Trần Yên của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tham quan một cái lễ hội này rất chi là đặc biệt các bạn ạ. Đó là một cái lễ hội của truyền thống của người Tày trên Trần Yên. Đó là cái lễ hội lá nhèm, hay có gọi cái tên khác là lễ hội bôi nhục của Trần Yên. Đó là một cái lễ hội là hay gọi là rước của quý của đàn ông. Thì hôm nay là xin mời quý vị các bạn hãy cùng quê bắp để khám phá và tham quan cái lễ hội đặc biệt nhất này của Bắc Sơn các bạn nhé. Thì bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng mình đi tham quan và trải nghiệm cái lễ hội này nhé. Đây là cái lễ hội rước của quý của đàn ông các bạn ạ. Thì đây cũng đã trang trí hết các bạn ạ. Ở đây là cái khu vực kiệu và trống. Thì ở đây là cái của quý của đàn ông các bạn. Đấy. Hôm nay mình sẽ quay và rõ ràng cho các bạn. Lễ hội rước của quý của đàn ông này. Đây các bạn. Thì đã được che mảnh vải hồng lên để cho nó đỡ bị kỳ thị một chút. Quá đông luôn các bạn ạ.
đồng này họ đã dùng vũ khí đánh nhau, giống như kiểu là đánh trận các bạn ạ. Họ đánh rất chi là mỗi người đao kiếm và chồng nhìn đấy đánh nhau bắt đầu đấy. Nghi lễ rất chi là đập và la, họ sẽ tập và đánh, có nghĩa nào họ sẽ vừa đi vừa rước và vừa đánh các bạn ạ. Được diễn ra ở cái cây đa xa xa các bạn ạ, trên cái đỉnh gò đấy, cho nên có một cái miếu và họ sẽ đặt ở đấy và sẽ thờ đấy các bạn ạ, sẽ thờ và đặt cái của quý của đấng ở đấy. Thờ đó, xong rồi đến cứ đến ngày này hàng năm thì họ sẽ mang
liệu tác nghiệp về cái lễ hội độc lạ này của Trấn Yên các bạn ạ. Đó là cái lễ hội lá nhèm, thì mình cứ theo gọi người địa phương gọi là lễ hội rước cổ quý của đàn ông. Đúng không? Có cờ, có quạt, có bù lu, bù loa, ra gì, từ đâu về thế? Buôn chừng bị mắng, bán khói hất hợp cầu mùa, đoàn này bay tàu ba, mì tướng mì quân, mì gươm đao giá bắc, mì tống cái tóc anh, mì ham mì hát, mì cờ mì quạt, mì bù lu, bù loa, ra gì, hơn tàu mà dê, hoặc riêng năm mới. Làng tôi mở hội cầu mùa. Các cụ không biết à, chúng tôi từ nước Lào đến đấy. Có đấy là có lăng dê, có đấy là có khẩu dê. Cây này là cây gì thế? Cây này là cây lúa mà. Có khẩu ao bán lăng dê, có khẩu ông mà tay cần cần rầu năm luôn nào là bây giờ tôi cần rầu kinh có bay mà hôm nay nhé. Cây lúa lấy về để làm gì? Cây lúa lấy về để mọi người cấy trồng để có cơm ăn nuôi, có cơm ăn nuôi sống mọi người đấy, để mọi người trai xinh gái đẹp mà. Rằng ham này là ham làm gì? Ham này là ham có phước nhé. Cô phước ông mà hát lần chê, cô phước. Đi vào đây, đưa vào đây. Thế này thì tốt rồi, đi vào đi. Ôi cái đoạn này thì tránh tướng này, tránh tướng người ta vào đi, người ta vào lều tướng trong kia mà. Anh em giạt cho tướng người ta vào lều tướng ở trong này mà. Đón đường tướng cái này, không được đâu nhá, chạy đi. Tránh vào lều tướng, tránh vào lều tướng. Đưa lại đi.
Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và du khách dự hội cùng toàn thể nhân dân, hình ảnh quý vị và các bạn vừa xem ở cổng Tam Tiều trước miếu Savun là hình ảnh các cụ bô lão đang tra hỏi tướng và hoạt động cung tiến lễ vật và các đoàn quân gồm quân Lào và quân Ngô. Những sản phẩm cung tiến đều là những lễ vật phản ánh sản phẩm của cư dân nông nghiệp lúa nước được thành kính dâng lên thần, qua đó một mặt tái hiện hình ảnh của dân làng khi chiến thắng quân giặc, mặt khác thể hiện hình ảnh lòng sung kính với vị thần được thờ với nguyện vọng thần sẽ che chở bảo vệ cho dân làng tránh khỏi thiên tai dịch bệnh, ước mơ về một mùa bội thu, một cuộc sống thái bình thịnh trị. Đồng thời, quá trình chuẩn bị lễ vật cung tiến nói riêng và đồ tế lễ nói chung trong lễ hội cũng là dịp để cả làng ôn lại những điều tâm niệm chung của cộng đồng về những phẩm chất truyền thống đã được trau dồi, như biểu dương sự gắn bó đoàn kết với những người cùng làng, khác làng, cùng dòng họ, khác dòng họ mà mình đã liên kết, bảo vệ và thực hiện một cách nghiêm ngặt những quy ước của cộng đồng. Lễ làng nhằm duy trì kỷ cương chung, tôn trọng người già, tôn trọng truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của làng xã, nhắc nhở mỗi thành viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong làng, ý thức về cội nguồn, ý thức về đồng loại, ý thức về cái đẹp, ý thức trong lao động sản xuất, trong quan hệ và đối nhân xử thế giữa con người với thiên nhiên, con người với con người và với xã hội. Rước lên cái đấy xong là họ làm lễ xong là nghĩa là lễ hội này sẽ được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất chi là nhiều đã xem hết cái video của mình. Các bạn hãy yêu mến kênh thì hãy để cho mình một sub và một like, một chia sẻ để mình đón nhận cái video mới nhất. Xin được cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhé. Từ nãy rồi Đạt ơi.